Xin chào mọi người. Như thường lệ, trên kênh em luôn để số điện thoại chủ nhà ở đây cho mọi người liên hệ trực tiếp. Trước khi xem video, mọi người ủng hộ em một like và một subscribe để giúp kênh được phát triển hơn. Em xin cảm ơn và chúc mọi người tìm được căn nhà ưng ý. Nhân vật chính hôm nay là căn hộ duplex 2 tầng B5 xẹt 12 ở tầng 5 của chung cư số 16 Nguyễn Đức Thuận, phường 13, quận Tân Bình. Xung quanh có rất nhiều tiện ích như là chung cư có thang máy nội bộ, trường tiểu học Thân Nhân Trung, cửa hàng tiện lợi B-Mart, cửa hàng Bách Hóa Xanh, hiệu thuốc phẩm City, phòng tập gym, ngân hàng Sacombank, ngân hàng eSIM ở Cộng Hòa Laza, trung tâm thương mại Vincom và trung tâm thương mại Lottemart. Ở dưới chợ chung cư có một khu chứa các vật dụng sửa chữa, cư dân có thể xuống mượn dùng thoải mái. Còn đây là khu vực để xe, có bảo vệ canh 24/24. Nhà có diện tích là 60m², kết cấu là căn duplex nên có 2 tầng, giá đang kêu là 1.150.000.000 vẫn còn thương lượng. Vì đây là khu chung cư của Bộ Quốc phòng nên cực kỳ an ninh và an toàn, hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ. Nhà của mình cách nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất chỉ khoảng 500m. Còn bây giờ thì em mời mọi người xem nhà. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh,